Nhưng à, làm thứ gì vậy? Sao tán người dân? Chỉ có một mình anh có đủ tư cách nói chuyện với tôi. Em ai sợ sẽ không bao giờ chấp nhận được. Gặp lại bạn cũ có ảnh hưởng tới công việc không? Cậu còn giỡn mặt, không ai giúp được cậu đâu. Hắn nghi ngờ tôi có liên quan đến đặc công phía Anh Quốc. Vậy sao? Cách thời gian áp tải đặc công còn lại 1 tiếng. Chính phủ Chilean đã sắp xếp xong mọi thứ rồi. Hãy anh xuống máy bay, sẽ trực tiếp đưa anh tới tòa án quân sự. Nói chuyện với anh bấy lâu, tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh có thể gọi tôi là Eddie. Eddie, với một người như anh là loại mà đặc công không muốn nhìn thấy nhất. Chúng tôi tìm được logo công ty trên đạn đạo. Trên đó có mã vạch QR. Tôi tin chắc nó có liên quan đến tập đoàn vũ khí, nhưng mà tôi không biết được mật mã. Tôi không có lý do gì để giúp anh. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Hy vọng là anh hiểu rõ. Anh chỉ là giúp người vô tội mà thôi. Nè, anh còn nhớ hôm anh trở thành đặc công hay không? Anh tràn đầy hoài bão. Anh hy vọng bảo vệ đất nước, dành tiếng thơm cho gia đình, thậm chí chỉ là người qua đường. Cuộc sống là vô giá, đừng để cho chúng làm cho sinh linh lầm than. Nếu như vợ và con của anh đều còn sống, họ cũng sẽ nói như vậy. Điểm đến là nhà xưởng bảo quan ở Tây Cúng. Tổ tình báo đã sẵn sàng. Tất cả sẵn sàng. Đi. Yes sir. Bên trong có 13 phản ứng sự sống. Bọn chúng đã kiên đồ ra. Nhưng lúc đối phương vẫn còn ở xa khu dân cư, chúng ta phải mau chóng kiểm soát hiện trường. Không thể để vụ nổ súng ở tòa nhà quản thúy xảy ra thêm một lần nữa. Tôi nhắc lại mọi người một chuyện. Đối phương có vũ khí hạng nặng, phải cẩn thận. Yes sir. Nhiên à, hành trình còn bao lâu nữa? Còn 3 phút nữa. Nè, mau lên, chúng ta phải rời khỏi Hồng Kông ngay lập tức. Có một chiếc xe đang chạy về hướng này. Trong vòng 5 phút xử lý hết bọn chúng đi. Bị bọn chúng phát hiện rồi. Chúng ta kiên hết súng ra, quả lực rất mạnh, mọi người phải cẩn thận. Đội A, từ đường nhỏ bên trái tiến vào. Còn đội B, tấn công trực diện, mau chóng tiếp cận mục tiêu. Các đơn vị, đi. Yes, yes sir. Đi. Tiểu tổ B có anh em bị thương rồi. Đội A, lập tức qua chi viện. Còn đội B, chờ chi viện, đừng đối đầu với chúng. Đi đi đi. Đi. Tiểu tổ B, tôi đã đưa tiểu tổ A tới hiện trường.
Mau canh chừng cái điểm. Đi lại. Cậu Nhiên, mục tiêu trực tiếp đã chạy thoát. Kiểm tra xem còn lối thoát nào khác không. Đã khóa được mục tiêu, đang di chuyển. Nhưng bên ngoài không nhìn thấy gì hết. Có lẽ mục tiêu đã xuống dưới cống thoát nước. Kiểm tra xem có bao nhiêu lối thoát. Xếp lạc, tôi tin chắc mục tiêu sẽ chạy về hướng có đông người. Trong đó có một tuyến đường ra quan đường. Tuyến đường ra quan đường sẽ đi ngang gần xe kiểm soát. Canh chừng lối thoát, nói cho tôi biết chỗ nào có đường tắt. Yes sir. Đứng yên. Anh còn nhớ tôi từng nói chỉ có anh có đủ tư cách không? Anh từng được huấn luyện bài bản, nhưng tôi tin chắc cách huấn luyện này tuyệt đối không xuất phát từ cảnh sát. Anh từng vượt qua địa lao thú một sừng và sư tử đúng không? Nghe có vẻ rất quen. Phải, anh từng nói trong trò chơi còn có chuyện cổ tích nữa mà. Đại chỉ huy Nam, máy bay số 6 đang bay về đội phục vụ bay. Sếp. Cảm ơn sư huynh. Tối đa cánh sân bay đã sắp xếp xong. Chúng ta trực tiếp đi vào đường hầm đặc biệt, đưa mục tiêu lên chuyên cơ. Cảm ơn. Đi. Sếp à, có một chuyện cuối cùng cho tôi mượn cây viết được không? Tôi có tin nhắn gửi cho cảnh sát Hồng Kông, anh sẽ rất thích. Đúng. Anh tin hắn sao? Viết vài chữ thôi. Tôi có viết. Tôi biết các anh không phải là cảnh sát tầm thường. Các anh có thể hiểu đúng không? Ý anh là sao? Các anh đang đối đầu với đặc công và phần tử khủng bố. Nói một cách khách quan, chúng ta có chung số mệnh. Chưa hẳn là đúng. Chúng tôi còn có lựa chọn. Đi. Cảm ơn. Bây giờ Kao đã lên máy bay rồi. 12 tiếng sau, có lẽ hắn sẽ về tới Anh Quốc. Toàn bộ quá trình hắn đều rất bình tĩnh. Có thể yên tâm.
Giải hắn về Anh Quốc chỉ là hoàn thành được một nửa nhiệm vụ. Chúng ta còn phải trao đổi toàn bộ quá trình sự việc với phía Anh Quốc. Còn nhiều công việc sau đó cần phải làm. Lạc à, toàn bộ hành động truy bắt phần tử khủng bố này làm rất tốt. Cảm ơn sếp. Tuy rằng có anh em bị thương, cũng may không liên lụy tới dân cư xung quanh. Nhưng mà cục bảo an bị một số chất vấn của chính phủ ở một số nước nghi ngờ cảnh sát Hồng Kông có đội ngũ đặc biệt chưa được công khai. Cho nên lần trước phó cục trưởng đã tìm anh và Ung Quốc Đống để nói chuyện. Nhưng mà không cần anh phải lo, tôi sẽ đối phó. Vấn đề truyền thông cứ giao luôn cho tôi đi. Nếu vậy thì cực thân cho anh quá rồi. Thật ra thì tôi cũng rất mâu thuẫn. Cái mà team A phải đối mặt là môi trường nguy hiểm nhất. Nhưng tất cả công lao đều không thuộc về mọi người. Nếu như có anh em bị thương, còn phải coi như không có gì. Tôi thật sự lo lắng một ngày nào đó chúng ta bị buộc phải từ bỏ anh em của chính mình. Cho nên team A có nên tồn tại hay không, hiện giờ tôi vẫn rất phân vân. Tất cả thành viên của A-team đều biết rõ sứ mạng của mình. Cho dù gặp phải khó khăn gì, chúng tôi đều là những người chấp pháp bên bờ vực, biết rất rõ sự cần thiết của việc che giấu thân phận. Nhưng mà nếu như anh hỏi tôi đội này có cần phải tồn tại hay không, tôi chỉ trả lời một câu: rất cần thiết. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Thank you, sir. Thật ra mấy năm qua luôn có ông chủ giấu mặt. Người này chưa bao giờ xuất hiện, nhưng chi nhánh nào kiếm loại tiền nào đều do người này quyết định. Điện thoại này á là cách liên lạc duy nhất với người này. Nếu chú xảy ra chuyện, con cứ nói tất cả mọi chuyện cho ông chủ biết. Hãy nhớ, thế gian này không phân biệt ai là người tốt ai là người xấu, chỉ phân biệt ai là người trong nhà thôi. Đã bước ra đời làm ăn thì họ sẽ muốn mình chết. Nên thân một chút, đừng để chú thấy thất bại. Chú Thành Hoa, những gì chú nói con đều nhớ rõ. Con nhất định sẽ cố gắng làm được. Nhưng bây giờ cả nhà chú chết hết, con không cứu được người nào. Còn ai có thể chăm sóc? Con còn gì có thể làm được? Tại con vô dụng, con xin lỗi. Vẫn chưa giải được sao? Mã QR này cài ba lớp bảo mật, em đã thử rất lâu mới thử được nhóm mật mã thứ nhất có 3 chữ, số còn lại thì không biết. Tặng cho cô món quà này.
vũ khí ở trên mạng hay sao? Đây là trang web đấu giá ngầm. Những trình duyệt thông thường không mở được, phải dùng chương trình hacker chuyên nghiệp. Đây là liên kết liên hệ của nơi bán vũ khí sao? Số trang web này tin chắc là căn cứ địa của mạng lưới ngầm của giới tội phạm. Cái chúng ta nhìn thấy có lẽ chỉ là một phần băng nổi. Mười mấy năm qua FBI không ngừng truy quét, nhưng cứ cách vài ba tháng lại xuất hiện lần nữa, không thể nào chặn đứng được. Mẫn à, cô thử quay lại các trang web vũ khí, kiểm tra lại khoảng thời gian trước khi phát hiện tàu ngầm đi. Có lẽ đám phần tử khủng bố này đang giao dịch với hắn, nhưng đã bị đặc công Nga phát hiện được, cho nên mới hại chết nhiều người. Đồ ăn nóng hổi tới rồi đây. Tự nhiên nha. Ờ phải rồi, nghe nói là anh lớn lên ở Anh Quốc, qua bển du học hay là di dân? Lúc còn nhỏ đã qua bển rồi. Điều tra tôi hả? Không phải, cũng như anh nói, chung một tổ mà, tìm hiểu lẫn nhau thôi. Sao anh không cho tôi tìm hiểu thử? Tôi hỏi anh trước mà. Anh thật sự không biết thú mộc sừng và sư tử sao? Sư tử thì là Chelsea thôi, bình thường anh nói chuyện đều cộng lốc vậy sao? Đó là tính cách. Ừ. Sao anh có thể tiếp xúc với họ vậy? Với lại tin tức dự án tàu ngầm, có phải cũng do đặc công đó cho anh không? Yeah. Là hai câu hỏi đó nha. Có phải tôi có thể chọn một trong hai không? Để tôi chọn giùm anh. Ai cung cấp tin cho anh? Người chỉ điểm. Nói xong cũng như chưa nói. Nói tên ra thành cũng đâu biết là ai đâu. Tới lượt tôi. Khoan đã, lúc nãy không tính, còn em ai sáu là người của ai? Trời, vậy thì anh chơi hết rồi, không cho tôi hỏi. Hả? Anh tự nói hết đi, tôi không thèm nói nữa. Vậy anh hỏi đi. Lúc nãy thấy ánh mắt của anh và nam nam đó có hơi kỳ lạ đó nha. Có lẽ là từ đầu đã biết nhau rồi. Bạn thời trung học, quen từ nhỏ tới lớn, bây giờ tăng thêm mỗi người hai câu. Trời ơi, ăn lẩu không rủ tôi. Xếp Uông, xếp Chương ha, chung một tổ mà hả? Đúng lúc tăng sở chung đi ăn cơm mà thôi. Ồ, sao anh cũng đúng lúc quá vậy? Tôi là hàng xóm ở đây ở 20 năm rồi. Hay là ăn chung đi. Nè, ăn chung, ăn chung nè. Xếp Chương, không lẽ anh ngại sao? Thực ra triển khai hành động có chút sơ suất chắc chắn phải có rồi. Không cần phải nhìn tôi ghê gớm tới vậy ha. Tôi không biết nữa, anh hỏi sếp Chương đi. Có phải có vấn đề gì không? Ăn bữa cơm vui vẻ với nhau là được rồi. Không liên quan tới anh. Chẳng qua tôi có chút chuyện không hiểu, muốn hỏi sếp Uông. Ồ, thì ra sếp Chương chỉ muốn ăn cơm với anh thôi ha. Vậy tôi đi trước ha. Nè, 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 điên khùng, ngồi xuống. Nè, ngồi xuống đi, làm ơn thêm một chỗ. Nghe rồi. Con người tôi không thích vòng vo. Hôm đó trên trực thăng, những việc Khai nói với anh tôi hoàn toàn nghe rõ. Uông Quốc Đống, thực ra anh có phải đặc công không? Đóng phim sao? Đặc công gì? Nói đùa thôi phải không? Tại sao anh trà trộn vào ngành cảnh sát Hồng Kông? Mục đích của anh là gì? Anh hỏi như vậy, có phải đặc công hay không cũng không trả lời anh đó. Cho dù anh không phải, người chỉ điểm của anh có thể là đúng. Nghi ngờ thì cũng phải có chứng cứ chứ. À, biết thì hoài. Sếp Uông nói có lý lắm ha. Lúc ở trên trực thăng, Khai đã nói thú một sừng và sư tử với anh, giống như là ký hiệu của M16 vậy. Một đặc công không bao giờ tự nhiên hỏi những câu như vậy. Mỗi một câu nói của đặc công đều để lại cho ý đồ và động cơ của họ. Anh đừng nói cho tôi biết là anh ta bị ngứa răng. Thực ra tại sao anh về Hồng Kông làm cảnh sát? Nè 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 nè, hỏi liên tục như vậy không cho người ta trả lời. Được, để tôi giải quyết một hơi những thắc mắc của anh vậy. Thứ nhất, lúc trước ba của tôi cũng là cảnh sát, về Hồng Kông làm cảnh sát là ước mơ tuổi thơ của tôi. Thứ hai, thú một sừng là đại diện cho Scotland, sư tử là đại diện cho nước Anh, đều là quy hiệu của hoàng gia, không phải MI6 chuyên dụng. Tôi biết anh thích đặt câu hỏi đến cùng, nhưng mà làm chung một tổ như vậy không cần thiết đâu. Ờ, à, hiểu lầm thôi. Nè, để tôi làm hòa giải cho. Cạn ly, xong chuyện. Nè, uống 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 uống. Ê, thì ra là hết bia để rồi. Để tôi rót cho anh. Ê này, chị Nhiên, để tôi làm cho, chị là khách mà. Được rồi, tối ngày tới đây ăn, biết chỗ để rồi, tôi làm à, cho. Thôi được. Nè, tôi đi trước nha. Đi đâu chứ? Tôi gặp má mi là nhân của tôi. Má của anh đó hả? Má của con gái tôi. Đi trước nha.
Cà ri. Cũng may mua kịp vé tàu thôi, nếu không nửa đêm nửa hôm cũng chưa về tới Hồng Kông nữa. Phải đó. Cần gì phải nói, lần trước tôi về nhà trễ 2 phút chồng tôi đã chửi tôi té tát rồi. Chồng của cô làm sao dám nói móc cô chứ? Đương nhiên rồi. Ảnh làm cảnh sát mà, có phải kiếm nhiều tiền lắm không? Đừng có giỡn nữa, ảnh có tiền gì chứ, vừa đủ tiền để nuôi hai má con chúng tôi mà thôi. Bao năm nay không có bông hoa nào hết, đúng là củi bán ế. Xin chào các người đẹp. Sao tình cờ vậy? Mua nhiều đồ quá vợ à, có mặt của anh không? Không có. Vợ của tôi thích đối đùa lắm đó. Mặc kệ đi, tiếp tục uống. Vợ à, em qua Macau sao? Vợ còn con thì sao? Khiết khiết, được rồi, má đừng nói về nhà rồi. Vậy cũng được hả? Nè vợ à, hay là về nhà đi. Bây giờ? Phải rồi. Thì đó, vợ chồng hai người đừng có ra dấu nữa, hôm khác uống tiếp đi. Ra dấu cô cũng biết sao. Nè Linh à, thật ra thì tôi cũng phải về rồi, mất công bị người ta hỏi tới hỏi luôn. Thôi được, thôi được, về đi, bữa nay để tôi khao cho. Vậy cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha, không có sáng đi nha. Bye bye. Ờ, giờ à, anh tính tiền cái đà. Điều của em phải không? Trời, mua nhiều quá vậy. Bộ ngon thiệt vậy sao chứ? Ý, kiểm tra bài tập cái đã. Viết còn đẹp hơn chữ của mình nữa. Hả? Thưởng cho con cái đã. Khiết Khiết ơi. Ba, con bắt được ba rồi. Ơi, Khiết Khiết, lại bắt được ba rồi sao? Lần nào ba cũng thua vậy ha. Ba về khuya vậy? Con chờ hoài, con chịu không nổi đâu. Chịu không nổi thì tự mình đi ngủ trước đi. Đâu có nhất thiết phải đợi ba về mới đi ngủ chứ, đúng không? Ba còn chưa kể xong chuyện. Con còn chưa biết con quái thú lần trước ra sao nữa. Thôi được rồi, bây giờ ba kể. Nè, ba kể cho con nghe nha. Trời ơi, Khiết Khiết, sao con hư quá trời? Lấy chiếc máy bay của ba ra chơi hả? Đâu có, má tưởng đó là rác. Phim chút đêm mở, con lượm lại cho ba đó. Giỏi vậy sao, còn cứu sống chiếc máy bay của ba nữa. Chiếc máy bay này quan trọng lắm đó. Sao vẫn chưa đi ngủ vậy? Có phải ba làm ồn con không? Khiết Khiết, mau đi ngủ đi. Trời, xem đi mà không có tiếng vậy. Xe biểu môi vậy con. Con coi nè, má mua cho con cái gì đây nè. Quá mạnh quá đi. Con thú này á, má đã tìm khắp mấy tiệm cũng không tìm được. Là cậu Phát dạy má lên mạng mua về thôi. Dễ thương lắm. Thì không hiểu, con là con gái lại thích toàn những con thú kinh tởm như vậy. Bị ba con chịu hư hết rồi. Mau đi ngủ đi. Cảm ơn má đi. Con cảm ơn má. Được rồi, ngủ đi. Ngoan ha. Ngoan, có biết không? Ngủ ngon. Ờ, vợ à. Chuyện gì vậy? Tức là lần sau á, nếu em không rảnh giữ con thì em cứ báo sớm cho anh biết nha. Vậy lần sau anh không về nhà ngủ, anh có báo sớm cho em biết hay không? Anh đó, những chuyện anh hứa với con anh lần nào cũng do em dọn chiến trường giùm anh. Bây giờ anh còn lên lớp em nữa. Anh đâu có dám lên lớp em chứ. Mà thôi được rồi, giao cho bà nội giữ cũng vậy thôi. Trời ơi, làm gì vậy? Không lẽ giấy thỏa thuận ly dị sao? Điên khùng, anh đừng hòng ly dị. Em đã dùng tên của anh á, lập một tài khoản cổ phiếu, cần anh ký tên. Tự nhiên lập tài khoản cái gì chứ? Ê, anh cứ mặc kệ em có thông tin. Dùng tên nhân viên công chức của anh còn được ưu đãi nữa. Em đừng có nghe mấy gã ngoài chợ nói lung tung nha. Em còn nhớ vụ 8.000 cái điện thoại lần trước hay không? Lần trước có lời rồi mà. Phải, sang tay mấy ngày kiếm được 3.000, nhưng anh đã lỗ 5.000 mua cái điện thoại. Còn nữa, cái lần trước của anh á, xài chưa đầy 1 năm, bài toán đó làm sao mà tính chứ? Đúng là ăn nói ngang ngược hả? Lần trước tặng quà là tặng quà, trên thực tế có phải kiếm được tiền không? Được rồi, em thắng rồi, em phản bài thành thắng luôn. À, nè. Vậy thì được. Chồng à, đi ngủ đi. Cũng được. Đi ngủ đi. Chào sếp chưa? Xin chào.
Ủa, chào. Sếp Chương, sao sếp ở đây vậy hả? Chẳng phải sếp và cậu Kiệt để vô trại huấn luyện của đội phi hổ rồi hay sao? Phải, nhưng mà tôi muốn quay lại phòng hồ sơ kiểm tra chút đồ. Ờ, có thời gian nói tiếp gì? Phòng hồ sơ Uông Quốc đóng. Tan sở đi đâu bây giờ? Sao cũng được mà, phải không? Quyết định đi. Đi đâu cũng được. Ê sếp Trường, một mình sao? Ê tình cờ vậy? Qua đây ngồi chung đi. Ờ được, không phiền mọi người chứ. Không sao đâu, phiền, ngồi đi. Để tôi giới thiệu với mọi người chị Nhân Long sếp Trường. Lần trước hành động là sếp tổ cho ma túy, giỏi lắm đó. Ờ xin chào. Sếp Trường, không nghe cái chuyện wifi của sếp cho mọi người nghe chứ? Wifi phong gì chứ? Tôi cũng ở hiện trường, vụ lần trước căng thẳng lắm đó. Trọng án tổ chức ma túy hai đội đều có đủ. Hai người vừa thâm nhập thì cái đám đó đã cầm sẵn đồ nghề rồi. Vừa bắn súng vừa tháo bom. Cũng may đội phi hổ kịp thời có mặt đó. Nhưng mà sếp Trương còn tài giỏi hơn. Một mình sếp, một chiếc xe đã giải quyết được văn tác rồi. Wow. Vậy thì cả ly chúc mừng được rồi. Chúc mừng đi. Cả ly. Sếp của mọi người còn tài giỏi hơn. Sếp nói sếp Uông sao? Tính cách ngoại quốc, làm chuyện gì cũng có vẻ nhẹ nhàng lắm. Nhưng sếp đừng tưởng bình thường anh cười nói vui vẻ, bắt tay làm việc cũng rất nghiêm túc, rất có sức sống. Chứng kiến rồi. Nè nghe nói lúc trước ba của ảnh từng làm cảnh sát hả? Ổng nghỉ hưu, hình như cũng đưa sếp Uông qua Anh Quốc rồi. Sếp cũng mới về vài năm thôi. Nhưng mà sau khi ảnh tốt nghiệp, mấy năm đó đã làm gì bên đó? Hình như chưa bao giờ ảnh đề cập tới, phải hỏi mới biết được. Ý, mới nhắc Tào Tháo tới liền. Sếp Uông. Sếp Uông, sếp Uông. Sếp Uông, sếp Uông. Chào. Sếp muốn gì? Tôi mua giùm sếp luôn. Làm ơn, cà phê điện nha. Đám người này, những lúc không có tôi nói xấu tôi phải không? Không có, làm gì ai cũng coi anh là thần tượng đó. Thiệt tình lại gặp anh vậy. Nếu không biết tưởng đâu là có duyên danh lắm đấy. Có lẽ cũng có duyên. Ờ không phiền mọi người nữa, tôi đi. Không sao, ngồi chung đi. Nè, tán dốc thôi mà. Ok. Cảnh sát trưởng, chúng tôi đã kiểm tra mỗi một quả đạn đạo của tàu ngầm, phát hiện được logo này. Trong logo này ẩn chứa một mã QR. Chúng tôi dùng một mã lần trước Kyle để lại, sau đó đăng nhập được vào trang web ngầm. Trong đó sử dụng tiền ảo để giao dịch. Người sử dụng là hacker, tội phạm và đặc công của các nước trên thế giới. Có chứng cứ chứng minh chúng gây án ở Hồng Kông hay không? Tổ tình báo đã điều tra, nhưng mà đã liệt kê hết rồi. Tất cả những liên kết nghi ngờ là Bình Phong ở Hồng Kông hay là có liên quan tới Hồng Kông, tất cả đều nằm ở đây hết. Không ngờ vụ án tàu ngầm còn nhiều chuyện khác. Xem ra tình hình cũng khó khăn như nhau, không thể bỏ qua được. Sếp Lạc à, trong đó có một đường liên liên kết với Hồng Kông có phản ứng. Máy chủ cũng không nằm ở Hồng Kông, nhưng tìm được IP. Trên này đa phần đều là người mua ở Hồng Kông, nhưng rất là kỳ lạ. Tất cả họ đều là người bình thường, ngoại trừ áo vest và cổ trắng, luôn cả con nít cũng có, không giống sẽ mua những thứ này chút nào. Mẫn à, phóng to cái này cho tôi. Tôi cảm thấy là một loại phụ kiện. Tôi nghi ngờ trên trang web này còn rất nhiều phụ kiện không rõ lai lịch. Muốn biết là cái gì thì phải moi ra hết. Tôi đồng ý. Sếp Lạc, giao cho tôi làm nha. Tốt lắm. Liên kết ở Hồng Kông, ăn cắp thân phận, chia nhỏ mọi thứ ra để mua, sau đó mới ráp lại. Bọn chúng dự tính xây dựng mạng lưới căn cứ phạm tội mới tại Hồng Kông. Mọi người tiếp tục theo dõi đi. Không thể để cho đám tội phạm quốc tế thâm nhập Hồng Kông. Yes sir. Yes sir, yes, sir. Mẫn à, Nam à, hai người giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Mua đồ. Nam à, cô hãy tách hết những vật phẩm khả nghi ra, sau đó tìm một đống không chút liên quan để che đậy. Giờ Mẫn à, cô thì che giấu thân phận dùng phương pháp đặt danh, hát vô đặt hàng. Yes sir. Phục kích. Gãy. Anh cũng kỳ nữa, đâu có ai phục kích lại là phục kích trước chứ. Không chết là mừng lắm rồi. Giỡn chơi thôi. Huống hồ tôi không ngại bị anh làm đau tôi mà. Cùng lắm thì xin nghỉ bệnh. Tôi cũng muốn về vui với công chúa đại nhân lắm đó. Để tôi giúp anh chơi. Thế vậy thì không cần. Sao rồi? Nhìn đám đồ phi hổ này bồn chồn trong lòng, muốn làm SDU sao? Quen chơi thể thao, thấy người ta tập coi như đã tập rồi. Ai có biết đội chó săn giỏi nhất là diễn kịch hay không chứ. Diễn xuất của anh tệ quá trời. Tôi xin dùng danh nghĩa của đội chó săn xin tệ. Anh đang nói dối. Còn anh, có muốn vào phi hổ hay không? Muốn lắm, nhưng mà không có năng lực.
không có đủ tư cách. Tư cách là nhờ tập luyện thôi. Hai chữ thôi, bí mật. À, anh nghĩ sếp Trương có muốn vô đội phi hổ không vậy? Ảnh hả? Anh đủ tư cách lắm, nhưng phi hổ nhất định không nhận anh đâu. Sao vậy? Nổ súng bắn chết tên cướp thì anh nghe nói thôi. Có bao giờ nghe nói đặt câu hỏi hỏi chết tội phạm hay không? Ờ, anh nói sếp Trương như vậy sao? À, chào sếp Trương. Nói tôi cái gì? À, tới giờ hôm rồi, sai người gọi đây chứ. Đi nhanh lên đi, sát giờ cái lắm rồi đó, đi đi. Nè. Lần trước do thời gian bức bách, đột xuất dùng danh nghĩa của trại huấn luyện đội phi hổ triệu tập mọi người gia nhập A-Team. Cảm ơn sự nỗ lực của mọi người. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn đã phá được một vụ giao dịch vũ khí quốc tế quy mô lớn, đẩy lùi phần tử khủng bố thành công. Còn bắt kẻ phản bội trả về cho Anh Quốc. Cảnh sát trưởng đã bàn với tôi cho rằng A-Team cần phải tiếp tục tồn tại, nhưng mà trại huấn luyện trước sau cũng phải có ngày kết thúc, để che giấu thân phận của mọi người một cách hiệu quả hơn. Tạm thời sẽ biên chế A-Team vào đội phi hổ của tôi. Tức là dầm ngủ thời gian dài. Tôi không hề buộc mọi người gia nhập. Ai đồng ý thì ở lại, ai không đồng ý thì quay lại cương vị trước đó. Tốt. Hoạt động của đội phi hổ xưa nay là bí mật cao cấp nhất của cảnh sát. Biên chế A-Team vào trong đội phi hổ là cách tốt nhất để bảo đảm thân phận của mọi người không bị lộ, đặc biệt là tổ hành động. Thân phận của tôi vẫn không thay đổi, vẫn là chỉ huy của A-Team. Hôm nay là một khởi đầu mới, tôi lặp lại một lần nữa. Phạm vi hoạt động của A-Team rất rộng lớn, sẵn sàng đối mặt với các đặc công trên thế giới, phần tử khủng bố hay là các tổ chức phạm tội quốc tế từ khắp mọi nơi. Phạm vi triển khai hơn hẳn đội phi hổ, đặc biệt là tổ hành động, tổ tình báo, sẵn sàng một chọi một đối mặt với những nhân vật nguy hiểm. Cho nên mỗi một người đều phải tiếp nhận cuộc huấn luyện mang tính công kích, nâng cao năng lực bảo vệ cho bản thân. Bắt đầu từ hôm nay, ngoài trừ công việc bình thường, mọi người sẽ tập luyện cùng với đội phi hổ của tôi. Mục đích là muốn nâng cao thực lực tổng thể của cả tổ. Có ai không đồng ý tiếp nhận cách sắp xếp mới của tôi không? Không thưa sếp. Súng lục Glock 17 bán tự động do Áo sản xuất. Hiện nay là một trong số những loại súng được bộ phận chấp pháp thường dùng nhất trên thế giới. Nòng súng 9mm, nặng 620g. Nòng súng dài 114mm, tổng chiều dài là 185mm. Băng đạn tiêu chuẩn 17 viên. Cầm lấy đi. Đã làm cảnh sát, khẩu súng chính là sinh mạng của cậu. Nếu như cậu từ bỏ nó, có phải là không muốn sống nữa không? Trong vụ án lần trước, nếu như phản ứng của tôi chậm nửa giây thôi, cậu đã không thể ngồi ở đây. Sếp Lạc à, tôi cũng đã tự hỏi bản thân có nên cầm lại khẩu súng nữa không. Cái dù tôi không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho vợ và con. Nhưng cũng đành chịu thôi. Bây giờ tôi cầm súng thì run tay, như vậy càng nguy hiểm hơn. Tôi đã có hồ sơ của cậu. Tôi biết cậu từng vô tình nổ súng bắn chết một anh em. Sau đó cậu ám ảnh đối với súng, từ đó không có ghi nhận rút súng nữa. Những chuyện tai nạn không có ai muốn hết. Cậu Nhiên à, những đối thủ mà chúng ta đối mặt trong tương lai có thể còn nguy hiểm hơn cả phần tử khủng bố hay đặc công. Khắc phục ám ảnh, khôi phục niềm tin cầm súng, tôi sẽ sắp xếp người giúp cho cậu. Tức là anh rồi. Trong này chỉ có ba người, không lẽ ngồi đây làm đồ cổ động tôi sao? Anh có biết gần đây người liên tục giành quán quân bắn súng trong ngành cảnh sát Ba Kỳ là ai không? Cậu Long sẽ giúp cậu học cách làm sao để làm quen lại với khẩu súng. Cậu Long à, cậu cảm thấy cậu Nhiên cần bao nhiêu thời gian mới có thể khắc phục được vấn đề cầm súng đi? Còn tùy bản thân ảnh. Cho dù là cảnh sát hay quân nhân, bắn chết đồng đội không thể cầm khẩu súng, thật ra nước ngoài cũng có nhiều trường hợp. Trường hợp xấu nhất là không cho ảnh lên tiền tuyến, chuyển qua văn phòng. Cứ dành chút thời gian đi, không chừng sẽ ngoài sự suy đoán của cậu. Yên tâm đi sếp Lạc, tôi nhất định giúp ảnh cầm lại khẩu súng. Sếp Lạc, tôi đã tới phòng hồ sơ đọc tài liệu của anh đóng. Vậy sao? Có gì nghĩ không thông sao? Nói nghe thử đi.
Anh ta học ở Anh Quốc, sau đó gia nhập cảnh sát, trong đó có 2 năm bị bỏ trống. Hành vi của cậu ta đáng cho cậu nghi ngờ sao? Hành vi của ảnh không có vấn đề gì, nhưng ảnh và Khai có một sự ăn ý vô cùng khó hiểu. Tôi không biết làm sao nói với sếp. Long à, phân tích lý tính, cái cậu nhìn thấy chưa chắc là sự thật, nhiều khi phải dựa vào cảm giác. Nhưng lúc tôi ở trường không phải dạy như vậy. Vậy trong trường có nói cho cậu biết trên thế gian này có một tiểu tổ đặc biệt tên là A-Team không? Cậu cũng giống như cậu Nhiên, có một khuyết điểm cần phải khắc phục. Nhiều khi phải dùng trái tim để cảm nhận người khác. Thiện ác không khó phân cho lắm đâu. Cảnh sát đây, đứng yên. Từ từ quay người lại. Cậu giống như con sói cô đơn vậy. Tổ của cậu cũng nguy hiểm lắm. Xin lỗi sếp. Chúng tôi không cần một anh hùng ở trong SDU. Xin lỗi sếp, tôi sẽ về kiểm điểm lại. Tôi biết cậu sẽ làm. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nè, tới lượt cậu. Cảm ơn. Sếp Lạc, để thua Rao ấm ức trong lòng sao? Đâu có, SDU mà giỏi nhất ở trong nhóm, thua thì cũng bình thường thôi. Cậu nói như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng. Nói một cách nghiêm túc, A-Team cũng được gọi là phi hổ rồi. Cậu cũng phải mau chóng trở thành một trong những người giỏi nhất. Cũng được, dành chút thời gian theo đuổi thôi. Tốt, làm người quan trọng nhất là nhìn thẳng. Gần đây anh Cường sao rồi? Sếp biết ba của tôi sao? Lúc tôi mới vào đội phi hổ, cũng từng có cơ hội cùng anh ta xử lý một vụ án, cơ duyên một lần thôi. Cũng tốt. Bây giờ đang ở Anh Quốc sống với má tôi, buôn bán nhỏ vậy thôi. Sao con không ở lại Anh Quốc sống cùng với họ? Con nói nghiệp cha thôi. Nhưng sếp kêu tôi làm cảnh sát ở Anh Quốc thì cũng tạm được. Sao vậy? Người Hồng Kông mà, đương nhiên phải về Hồng Kông làm. Cậu không nhớ họ sao? Nhớ. Cho cậu một cơ hội, qua bên đó gặp họ và hôm nữa xuất phát. Đột ngột vậy? Bộ có nhiệm vụ hả? Bên MI6 đã liên lạc với cảnh sát trưởng, yêu cầu chúng ta mang toàn bộ tài liệu của KO và quá trình vụ việc, nhờ một chuyên viên đích thân mang qua đó cho họ. Là tuyệt mật. Vậy tại sao nhất định là tôi? Tôi nghĩ không ra ứng viên nào khác. Trao đổi với họ cậu giỏi hơn. Nụ cười này có chút ý nghĩa thì phải. Có những chuyện rất bình thường, không nên vạch trần làm gì. Nè, bây giờ Thanh Hoa đã bị giết rồi. Vụ lần trước coi như tôi không may. Công ty vận chuyển tặng luôn cho cậu. Nhưng còn vị trí Long Đầu thì miễn bàn. Thanh Hoa đã không còn người thân nữa. Từ nay ai nắm quyền đây? Chọn tôi đi. Được. Tôi cũng đứng nghiệp với chú Nghị. Đôi bên làm việc có phép có tắc. Đúng rồi. Với đám đánh con nó phép tắc gì chứ? Ý như đống bùn dơ vậy.
Lúc anh lại còn ở đây, chừng nào tới lượt nó ngồi đây nói chuyện hả? Đúng rồi, cũng phải. Tại sao có người nào không nể mặt chứ? Tình hình đã thay đổi rồi. Lanh nhất chính là Thanh Hoa. Một câu cảm ơn cả nhà chết hết, làm với chuyện gì cũng không liên quan tới ổng, để lại bãi chiến trường. Mày nhìn cái gì? Không phục sao? Mày có tư cách gì ngồi vị trí đó? Trước khi chú Thanh Hoa ra đi, để lại cái điện thoại. Ông chủ sẽ tìm tôi, chuyện sau này mới tính. Nhưng nếu để tôi nghe được ai nói xấu chú Thanh Hoa nửa lời thôi, đích thân tôi tiễn cái nhà nó xuống dưới đó. Con ranh này là ai vậy? Đi ra ngoài. Chào các vị. Hôm nay tôi đại diện ông chủ tới đây. Ông chủ nó có vài lời muốn nói với mọi người. Ông chủ. Alo ông chủ,